Hôm qua, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Võ Mạnh Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm học tập kinh nghiệm tại Công đoàn Đồng Nai. Tiếp đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý đã giới thiệu những nét chính về cơ cấu tổ chức của các cấp công đoàn tỉnh, đồng thời thông tin về tình hình lao động, việc làm và các hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động. Cụ thể, việc đẩy mạnh thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, công đoàn vào cuộc giải quyết đình công, xây dựng quan hệ lao động ổn định, hiệu quả về tuyên truyền pháp luật lao động cho người lao động tại nhà trọ. Bên cạnh đó, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn tỉnh là mô hình hoạt động hiệu quả trong cả nước, kịp thời tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng người lao động. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Võ Mạnh Sơn, những chia sẻ từ Công đoàn Đồng Nai rất thiết thực để đơn vị có thêm kinh nghiệm nhằm đổi mới các mô hình hoạt động trong thời gian tới. Hiện Liên đoàn Lao động Thanh Hóa đang xúc tiến thành lập Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn và từ mô hình hoạt động hiệu quả tại Đồng Nai, đơn vị sẽ học tập để sớm triển khai nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ người lao động. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, nổi bật trong hoạt động công đoàn, đồng thời trao đổi các giải pháp đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, vai trò công đoàn trong bảo vệ người lao động khi doanh nghiệp nợ lương, bảo hiểm xã hội